Chiều ngày 20 tháng 11, Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành mổ pháp y hai cháu Vũ Đình Cò, sinh ngày 13 tháng 11 năm 2017, trú tại thôn Nam Viên Lạc Vệ Tiên Du, và cháu Nguyễn Hà Vi, sinh ngày 16 tháng 11 năm 2017, trú tại thôn Sơn Khắc Niệm, để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Rất đông người nhà nạn nhân tập trung tại nơi các cơ quan chức năng tiến hành mổ pháp y. Sau khi tiến hành mổ pháp y xong, cơ quan chức năng đã tổ chức xe đưa các cháu về quê an táng theo phong tục địa phương. Dự kiến 15 đến 45 ngày nữa sẽ có kết quả chính thức về nguyên nhân tử vong. Trong khi đó, ngay sáng nay, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai đã tăng cường ekip hàng chục chuyên gia đầu ngành về hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh để rà soát toàn bộ quá trình khám chữa bệnh, tìm ra nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sinh non. Với sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, thông qua rà soát hồ sơ bệnh án và quá trình điều trị, bước đầu các cơ quan chức năng nghĩ đến nguyên nhân tử vong của 4 trẻ sinh non ngày 20 tháng 11 là do sốc nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân đẻ non yếu, suy hô hấp. Trước đó như Dân trí đã đưa tin, chỉ từ 2 đến 9 giờ 30 sáng ngày 20 tháng 11, 4 trẻ sinh non đang điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh đã có diễn biến bất thường, mặc dù đã được các bác sĩ cấp cứu tích cực nhưng đã không qua khỏi và đã tử vong. Gia đình các cháu bé cho biết, từ lúc cháu sinh là chưa ai, bố mẹ cháu chưa được gặp cháu, chỉ biết ở trong các bệnh viện chăm sóc thì bảo là vẫn hàng ngày vẫn tư vấn là cháu vẫn bình thường, vẫn khỏe. Bố cháu là bệnh viện, bệnh viện báo là cháu yếu thì là báo cho gia đình phải lên để mang đi viện, thì bảo là chuyển viện, nhưng mà bảo là cháu kịp rồi, 9 giờ đã bảo bà cháu mất rồi. Như thế này chết từ 4 người nhà lên đấy ngồi chờ đến 4 giờ sáng là bác sĩ ra báo là lại đang cấp cứu, cháu đang bị sốc. Chị dâu trưởng là vào thăm cháu là chụp ảnh thì đã thấy là tím tái hết rồi. Vừa hôm qua chủ nhật bác sĩ vẫn bảo là ăn uống tốt, sức khỏe tốt, còn bảo là bỏ oxy ra rồi. Căn cứ trên kết quả pháp y và họp với các chuyên gia hàng đầu về nhi khoa, bước đầu Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự xác nhận nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non suy hô hấp yếu. Kết luận sau cùng phải chờ cơ quan điều tra xác định. 4 trẻ tử vong gồm 2 bé trai và 2 bé gái cân nặng từ 1,6 kg đến 2,3 kg, đều là trẻ sinh non trong vòng 32, 35 tuần bị suy hô hấp nặng sau khi chào đời. Các cháu được chỉ định điều trị nằm lồng ấp, thở máy, nuôi dưỡng tĩnh mạch, ăn sữa qua san e dạ dày và được sử dụng kháng sinh. Câu trả lời vô hồn của ông Hiệp với báo chí: khi nào có kết quả thì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho các anh. Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, ông Nguyễn Minh Hiệp, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cũng nhìn nhận, đây là lần đầu tiên bệnh viện gặp sự cố này. Bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, cho biết sẽ phối hợp các cơ quan chức năng tìm nguyên nhân gây tử vong các bé, nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ khởi tố. Hiện toàn bộ hồ sơ bệnh án liên quan đến vụ việc đã được cơ quan điều tra niêm phong. Theo các bác sĩ, sốc nhiễm khuẩn là một cấp cứu y khoa, biểu hiện nặng của nhiễm khuẩn. Khi xảy ra sốc nhiễm khuẩn, nếu bệnh nhân không được chẩn đoán, cấp cứu kịp thời, đưa ra khỏi tình trạng sốc thì sẽ khó cứu chữa do các tổn hại tế bào, suy tạng. Trước đó, hôm 16 tháng 11, một trẻ 2 tháng tuổi đang điều trị viêm phổi ở bệnh viện này tử vong sau tiêm kháng sinh. Các y bác sĩ liên quan đã được đình chỉ công tác để làm rõ sự cố. Các trẻ thiệt mạng sáng nay đều đang được điều trị tại đơn nguyên sơ sinh từ khi lọt lòng. Bé gái thứ nhất sinh ngày 13 tháng 11, đẻ non 34 tuần, trọng lượng khi sinh 2,1 kg. Sau đẻ bé bị suy hô hấp, đã điều trị. Bé tử vong lúc 2 giờ ngày 20 tháng 11. Bé gái thứ hai sinh ngày 16 tháng 11, đẻ non 35 tuần, trọng lượng khi sinh 1,6 kg, là em bé thụ tinh ống nghiệm. Bé bị suy hô hấp nặng, qua đời 9 giờ 30 phút. Bé trai sinh non 34 tuần tuổi, trọng lượng 2,3 kg. Sinh ngày 12 tháng 11, bé được sinh mổ, sau sinh suy hô hấp, qua đời lúc 5 giờ. Bé thứ tư, trẻ trai, sinh non 32 tuần với trọng lượng 1,6 kg. Bé được chẩn đoán suy hô hấp và tuần hoàn, qua đời lúc 8 giờ 30 phút.